Hello, xin chào tất cả các em nhé. Lại là thầy Duy đây. Thì hôm nay thầy sẽ chữa cái bài test số 1 ra ừ, với mã 001 dành cho các em học sinh uh, 2K8. Ừ, chưa? Có nghĩa là lớp 11. Uh, môn vật lý ha. Thì không nói nhiều nữa chúng ta sửa luôn. Uh, câu số 1. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox theo phương trình x bằng a cos omega t cộng phi 0 với a omega lớn 0. Là lượng a được gọi là biên độ dao động của vật. Ok chưa? Ở, tốc độ gốc là omega, phi không là pha ban đầu, được chưa? Ly độ là chữ x. Câu số 2, khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên à là từ xa về vị trí cân bằng lại về nhà người yêu nè, thì đó phải là chuyển động nhanh dần, không có đều nha mọi người. Được chưa? Trong dao động điều hòa do gia tốc biến thiên thời gian cho nên không thể nào có khái niệm là đều được đúng chưa không thể nào đều được chưa Ở, kể cả chuyển động à, Nói chung là không đều đúng chưa? nhanh dần hoặc là chậm dần thôi. Câu số 3. Trong dao động điều hòa thì ly độ vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi như những hàm cosin của thời gian với không thể nào cùng biên độ được. Bởi vì biên độ của ly độ á, là biên độ đơn vị là cm. Biên độ của vận tốc là V mắt sẽ là đơn vị cm trên dây, còn gia tốc là cm trên dây bình. Thì ba thằng này với khác cái đơn vị cho nên là không thể nào mà cùng cái cùng cái biên độ được ok chưa cùng cái giá trị cực đại được câu b là cùng pha là sai bét luôn tại vì vận tốc sớm pha bi chia hai so với li độ và gia tốc sớm pha bi chia hai so với vận tốc đúng chưa cùng tần số góc là chính xác tất cả cái đại lượng x v a đúng chưa là và có thể là lực kéo về nữa thì nó sẽ dao động với cùng một omega cùng một bộ omega tf đúng chưa đó, cùng pha ban đầu là sai ha đó khác pha mà đúng không khác pha ban đầu sai câu số 4 trong dao động điều hòa gia tốc biến đổi chúng ta có sơ đồ do tài lượng dao động điều hòa như sau x để cho ra v ra a về pha đó thì x cộng b chia hai mới ra pha của v và pha của v cộng b chia hai mới ra pha của a tức là sao nhỉ tức là x và a đó là ngược pha nhau đúng chưa x và a là ngược pha nhau à, còn x V là vuông pha nhau V với A là vuông pha nhau Và X với A là ngược pha nhau Ok chưa? X với A là ngược pha nhau Đáp án là câu B Câu số 5 Trong dao động điều hòa phát biểu nào sau đây là sai Cứ sau một khoảng thời gian Cứ sau một khoảng thời gian một chu kỳ Thì vật sẽ trở về vị trí ban đầu là chính xác nè Vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu là chính xác nè Gia tốc của vật trở về giá trị ban đầu là chính xác nè Còn biên độ của vật trở về giá trị ban đầu là sai Biên độ của vật là không đổi Đúng chưa? Biên độ của vật là không đổi Không thể nào đánh dấu một chu kỳ được Ok không? Biên độ không bao giờ trở lại Trở về đúng chưa? Giá trị ban đầu Và nó có một cái giá trị là không đổi Đúng chưa? Đó. Nó sai ở chỗ là lại trở về Đúng chưa? Lại trở về Nó không có lại trở về Nó luôn luôn như vậy mà Đúng chưa? Nó luôn luôn như vậy mà đúng còn nó nếu mà nó nói là biên độ của vật À, bằng giá trị ban đầu thì có thể chính xác đúng nha? thì có thể chính xác câu số 6 à, một vật dao động điều hòa theo phương trình x bằng a cos omega t cộng cho phi không trong đó a omega là các hàng số dương pha dao động tại thời điểm t pha dao động đúng chưa chính là à, tất cả những gì nằm trong cung của hàm dương cos đúng chưa nằm trong cung của hàm dương cos đáp án là câu a chính xác Câu số 7, một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x bằng 6 cos omega t cm, dao động của chất điểm có biên độ là bao nhiêu? Thì xin thưa dao động của chất điểm sẽ có biên độ là uh, số dương đứng trước hàm cos đúng không? 6 cm. Câu số 8, một chất điểm dao động có phương trình là x bằng 10 cos 15 t cộng bi cm. T tới bằng dây, chất điểm này dao động với tần số góc là bao nhiêu? Tần số góc là số dương đứng trước t là omega nè, đúng chưa? là 15 radian trên dây. Câu số 9, một vật nhỏ dao động theo phương trình x bằng 5 cos omega t cộng 2 cm, omega lớn hơn 0, pha ban đầu của dao động là bao nhiêu? Thì xin thưa pha ban đầu của dao động chính là chỗ này, đúng chưa? Pha ban đầu của dao động chính là gì nhỉ? Là cái hằng số tự do bên trong cái cung của hàm dương cos, đúng chưa? Pha ban đầu dao động phải là pi 2. Ok là chưa? Câu số 10. Một vật nhỏ dao động điều hòa biên độ 8 cm, vật Giao động trên đoạn thẳng dài được chưa trên đoạn thẳng dài này chính là à, chiều dài quỹ đạo dao động l sẽ bằng đứt bồ qua ok chưa như chúng ta biết thì khi mà vật dao động điều hòa nó sẽ chuyển động cho một cái đoạn thẳng chạy từ trừ a đến a nhận vị trí nó bằng là trung điểm đúng chưa đó chạy qua chạy lại vậy thì độ dài của cái quỹ đạo này nè là 2A đúng chưa là 2A đó Vậy là bằng đi cho là 2 x 8 là 16 cm. Đáp án là câu C. Câu số 11, chu kỳ dao động điều hòa là chu kỳ không thể nào số dao động được, đúng chưa? Chu kỳ không thể nào số dao động được. Là phải là khoảng thời gian chính xác, khoảng thời gian để vợ, đi từ bên này sang bên kia của quy đạo chuyển động. Đi từ bên này sang bên kia để cho rất là phong long đúng không? Rất là không biết. Nếu mà đi từ biên này sang biên kia thì nó mới là gì thôi, nửa chu kỳ thôi. Câu này cũng sai. Câu C khoảng thời gian ngắn nhất để vật trở lại vị trí ban đầu ừ, Trở lại vị trí ban đầu thì chưa chắc là một chu kỳ Đây mọi người lưu ý với thầy Một chu kỳ thì chắc chắn trở lại vị trí ban đầu Nhưng trở lại vị trí ban đầu thì chưa chắc là một chu kỳ Thầy ví dụ là đi từ trừ A đến A như sau ha Rồi ví dụ như chúng ta đi như vậy Chúng ta đi từ đây Đi đây Xong đi về đây Đó Thì chưa chưa hết một chu kỳ Muốn một chu kỳ thì phải sao Thì phải đi thêm một miếng nữa đi từ đây nè đi qua đây xong trở về đây tức là à, phải sao nhỉ à, nó phải khép kín đúng không nó phải khép kín như vậy đấy để nó phải trở về vị trí ban đầu theo hướng cũ ra hướng cũ là hướng từ phải sang trái à, từ trái sang phải thì hướng này đúng ra thì cái chỗ này cũng là từ trái sang phải thì mới được đúng chưa rồi à, là sai khoảng thời gian ngắn nhất để vật lặp lại trạng thái dao động. Ở đây nó có một khái niệm là trạng thái dao động. Trạng thái dao động là sao? Trạng thái dao động được quyết định bởi hai thông số x và v, đúng chưa? Hoặc là v và a. Tức là nếu mà hai đại lượng này độc lập, đúng không? Hai đại lượng độc lập tiến tính với nhau, đúng chưa? Hai đại lượng độc lập tiến tính thì mới thể hiện được một trạng thái. Còn x và là không được. x và là hai đại lượng phụ thuộc tiến tính. Này. Được chưa? ít với a là a bằng trừ omega bằng ít là, là là tuyến tính này, đúng chưa là nó sẽ không có thể nào mà mà, mà 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 mà, độc lập được và thể hiện cho một trạng thái được ok chưa ở, lưu ý ha câu số 12 vật dao động điều hòa với phương trình là như đây ly độ của vật ở thời điểm t bằng 1 phần 12 giây thế vậy thôi giờ sao giờ thế vậy thôi ly độ mà chúng có nè 20 cos 2 b xc xì trừ đi cho b chia 2 đúng chưa xong clc 1 phần 12 bằng ra 10 đúng không ạ nó ra 10 à nó ra 10 cm câu 13 một vật dao động điều hòa với phương trình là x bằng 10 cos 2 bt cộng b chia 4 cm t đến bằng dây lúc t bằng 0,5 giây vật sao đúng chưa rồi, bây giờ muốn biết nó chuyển động nhanh dần hay chậm dần đúng không ạ? À? Hơi căng, đúng chưa? Hơi căng. Vậy muốn biết nó chuyển động chậm dần hay nhanh dần, theo chiều dương hay theo chiều âm, thì phải biết dấu của V và A, đúng chưa? Phải biết dấu của V và A, dấu V và A, thì mới biết được, đúng chưa? Vậy để có dấu của V thì đơn giản thôi. Chúng ta bấm Shift D chia Dx. Chúng ta đạo hàm, đúng không ạ? À? Đây là, người ta gọi là đạo hàm nha đạo hàm của ly độ đúng chưa b taxi nè cộng đi cho b chia bốn nè được chưa đó đây chính là đạo hàm của ly độ còn không thì bạn nào rảnh thì cứ sao viết cho thầy ha được chưa hay là chấm lên dòng tròn lượng giác cũng được chấm lên dòng tròn lượng giác cũng được ha chấm lên dòng tròn lượng giác cũng được ừ. chấm lên dòng tròn lượng giác thì nhanh hơn đó. rồi chấm lên dòng tròn lượng giác đi ha mắc câu mọi người không biết đúng mà tại yeah, chấm nó nhầm trò lượng giác đi đây chúng ta có vòng tròn lượng giác của dao động điều hòa trục này là trục x nè trục này là trục v nè được chưa trục này là trục a nè thì chúng ta có là x v và a đây là zero đúng chưa rồi, bây giờ chúng ta có lúc T bằng 0,5 giây. T bằng 0,5 giây chúng ta thay vào đây. Ok chưa? Như vậy chúng ta sẽ ra là B cộng B chia 4. B cộng B chia 4 ha. B cộng B chia 4 nha. Bà con. B là từ đây quay qua đây là B nè. Cộng thêm B chia 4 nữa là ở đây. Được chưa? Vậy là lúc T bằng 0,5 giây thì nó ở đây. Quả thật là ở đây. Đúng chưa? Như vậy chiếu lên trục V. Chúng ta thấy V dương đúng giờ chúng ta thấy về dương chiếu lên trục a chúng ta thấy là a cũng dương đúng giờ chúng ta thấy a cũng dương v dương và a dương là chuyển động nhanh dần theo chiều dương đúng giờ đáp án là câu a v dương là chuyển động à, theo chiều dương rồi nè còn chuyển động nhanh dần có nghĩa là a với v nó phải cùng dấu đúng giờ a dương mà v cũng dương là a với v sẽ cùng dấu đúng chưa và chuyển động theo chiều dương hợp lý câu 14 cho vật dao động điều hòa, V là tốc độ dao động tức thời, V mắt là tốc độ dao động cực đại, A là tốc độ dao động và giá tốc tức thời, A mắt là giá tốc cực đại, biểu thức này sẽ là đúng, đúng chưa? Chúng ta sẽ có là V chia đi cho V mắt, đúng mà tất cả bình phương cộng đi cho A chia đi cho A mắt, tất cả bình phương sẽ bằng một đây là phương trình độc lập theo thời gian của A và V, A và V vào, vuông pha nhau, đúng chưa? Vuông pha nhau, ha. Rồi. Câu 15 Đồ thị quan Ủa vậy chọn đáp án là câu B Đồ thị quan hệ giữa ly độ vận tốc và gia tốc Theo thời gian Đúng chưa li Ly độ theo thời gian nè Vận tốc theo thời gian nè Và gia tốc theo thời gian nè Đúng chưa Đây là những đại lượng dao động điều hòa Thì đồ thị của nó phải là một đường hình sin Đúng chưa Đó Đồ thị của nó phải là một đường hình sin Đúng chưa Tại vì nó là x bằng A cos omega, tổng, omega t cộng phi không V bằng omega A cos omega T cộng đi cho phi 0 cộng phi chia 2. Còn A là omega bình A cos omega T cộng phi 0 cộng cho pi đúng chưa? Đó cho nên là nó đều là hàm cos đúng không? Và cái đồ thị của nó sẽ là đường sinh theo thời gian đúng không? Câu 16, đồ thị quan hệ giữa ly độ và gia tốc. Ừ. ly độ và gia tốc thì chúng ta có là A bằng trừ omega bình x đúng chưa? như vậy là ly độ và gia tốc mà ít của mình á nó chỉ thuộc cái đoạn là từ trừ a đến a thôi à, cho nên là ly độ và gia tốc ha mọi người ly độ và gia tốc chắc chắn sẽ là một đường thẳng xiên theo hình dấu huyền đúng chưa một đường thẳng xiên theo hình dấu huyền đây một đường thẳng xiên theo hình dấu huyền như thế này đây à, như vậy chỗ này chính là x gì chỗ này chính là a nè đây là chính là trừ a nè đây chính là a nè ok la chưa đó, và đây chính là omega bình a, đây chính là trừ omega bình a, ok chưa? Đó, chỗ này là điểm mà khi mà vật để ở biên âm thì nó lại à, có gia tốc cực đại là omega bình a và ngược lại ha. Ừ. Như vậy nó là một đoạn thẳng đi qua góc tọa độ. Được chưa? Và cụ thể là đoạn này, đoạn thẳng này là nó theo hình dấu huyền, được chưa? Câu số 17, một vật dao động điều hòa theo phương trình vận tốc là như đây, phương trình dao động của vật là bao nhiêu? Thì chúng ta có ít Đúng mà, mà qua V thì cực đại của nó đó sẽ nhân thêm cho Omega. Còn pha của nó đó sẽ cộng thêm cho B chia 2. Bây giờ từ V chúng ta trả ngược lại cho ít đúng chưa? Từ V chúng ta trả ngược lại cho ít thì chúng ta phải lấy V mắt. Được chưa? Đó, trả ngược lại nè. Là chia Omega. Đó, xong rồi cos của nè. 2Bt trừ 2B chia 3 đúng không mà Chúng ta trả ngược lại cho cho B chia 2. Oh, chúng ta trả ngược lại cho bi chia 2. chúng ta trả ngược lại cho bi chia 2, ha Và chúng ta rút gọn lại 10 chia 2 là 5 cos của 2 bi t trừ trừ 2 bi chia 3 trừ đây, trừ 2 phần 3 mà trừ thêm cho 1 phần 2 nữa ok uh, là nó sẽ ra một cái góc nó sao nhỉ nó lố từ trừ biến bi nó lố khỏi bi đến bi rồi cho nên chúng ta cộng cho hai bi vô để nó về à, 5 đây năm bi chia sáu ha năm bi chia sáu đúng chưa ở cm quy ước nha quy ước pha của li độ pha ban đầu của lộ mọi người chỉ được thuộc cái khoảng là từ trừ bi đến bi thôi nếu lố là chúng ta phải sao nhỉ cộng hoặc trừ cho cho hai bi để chúng ta à, làm làm nó lọt lại trong cái khoảng từ trừ bi đến bi đúng nha có 18 đồ thị ly độ thời gian của một chất điểm dao động điều hòa như hình vẽ phương trình biểu diễn sự thuộc ly độ thời gian của dao gia động này là bao nhiêu ok rồi bây giờ chúng ta có biên độ nè là bốn đúng chưa bốn hết rồi được chưa rồi bây giờ chúng ta nhìn ha một chu kỳ của nó nè lặp lại trạng thái cũ nè bây giờ lặp lại trạng thái cũ là đúng một chu kỳ nè vậy chu kỳ của chúng ta là một giây mà suy ra một giây chính là omega là 2 pi chia cho t là sẽ bằng 2 pi radian trên dây. đúng chưa vậy chúng ta bỏ này bỏ này à, bỏ hai đáp án này đi rồi như vậy chúng ta chỉ còn lại là trừ hai và đang đi lên vậy pha ngọn đặc biệt ha dùng ngọn đặc biệt đang ở trừ hai mà đang đi lên là dấu trừ nè arcot của đúng chưa trừ là chúng ta bỏ này luôn rồi giảm của b ha arcot của trừ hai chia đi cho biên độ là cực cực đại của nó là 4 đó đúng không ạ? Trừ ship code âm um, 2 phần 4 thì nó sẽ ra là trừ 2 vị 3 chính xác. Ok chưa? Chúng ta tiếp tục với phần số 2. Trong dao động điều hòa đồ thị thể hiện mối liên hệ x theo t là đường hình sin. Ừ, chính xác. Đúng chưa? Mới nói nãy xong. x và v x và v là vuông pha với nhau cho nên nó hình elip chính xác luôn. Elip vuông góc luôn á. A và x là đường thẳng, đường thẳng là sai phải là đoạn thẳng đúng chưa phải là đoạn thẳng cơ đoạn thẳng xiên theo hình dấu huyền mới nói nãy xong v và a v và a cũng lại vuông pha cho nên nó phải là một elip Con này sai ha đúng đúng sai sai câu số 2. một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x bằng 4 cos 3 bt cm dây cm dây phát biểu nào sao đây đúng tốc độ cực đại của chất điểm sắp xỉ 37,7 ok v max của mình là bằng đi cho omega a omega của mình là 3 pi a của mình là 4 coi cỡ nhiêu 12 pi là cỡ 37,69 đúng chưa 37,699 gì đó thì sắp xỉ 37,7 là ok ok I will vậy con này có đúng ha gia tốc của giá điểm có độ lớn cực đại a max Đúng chưa? Sẽ có độ lớn cực đại sẽ là omega bình A sẽ là bằng đi cho là 3 pi tất cả bình phương nhân đi cho 4. Đúng chưa? Bằng bao nhiêu? Ừ, 3 pi bình phương nha mọi người. 3 pi tất cả bình phương nhân đi cho 4 mới đúng. Thế ra là 355,3. 355,3. Ok chưa? cm trên dây bình mới đúng ha còn à, bạn nào bấm lộn á bấm không có dấu ngoặc á là trả giá nha đó trả giá luôn đúng chưa câu này là câu sai đầu ta tần số dao động rồi cho tần số dao động F của mình sẽ bằng omega chia đi cho 2 b Tại quậy thì hay bị phạt mà đúng không? Vậy là 3 pi chia đi cho 2 b là 1,5 Hz chính xác Ok chưa? Đúng Chu kỳ dao động là 1,5 giây Chu kỳ dao động T của mình là 1 phần F Đúng chưa? Thì nó sẽ là bằng đi cho là ngược, ngược đảo Ngược đảo của này là 2 phần 3 giây mới đúng Sai ha Câu số 3 một vật dao động điều hòa với phương trình là x bằng 7 cos 2π chia 3t trừ π chia 6 cm pha dao động tại thời điểm t bằng 1 giây là bao nhiêu đây ừ. pha dao động của mình sẽ là 2π chia 3t trừ π chia 6 thế 1 giây vô thì nó phải ra là π chia 2 mới đúng đúng chưa thế 1 giây vô đây thì nó phải là π chia 2 mới đúng con này sai đây là pha ban đầu rồi chiều dài quỹ đạo chiều dài quỹ đạo l của mình là bằng 2 a đúng chưa là bằng đi cho 2 nhân đi cho 7 là bằng 14 cm được chưa đây là câu đúng quãng đường vượt đi được trong khoảng thời gian 3 giây à, là 28 xăng ừ. 3 giây à bây giờ chúng ta sẽ đi tính góc quét đúng không ạ à? tính góc quét không nhỉ? tính góc quét luôn đi 3 giây chúng ta coi là mấy vòng nhé đúng không ạ à? À, lấy omega nhân cho delta t omega là 2 pi chia 3 nhân cho delta t là 3 giây là 2 pi. 2 pi radian thì ứng với một chu kỳ, đúng chưa? Một vòng, đúng chưa? Một vòng. À chưa? Là một chu kỳ đó. Mà một chu kỳ lại đi được 4a, đúng chưa? Quãng đường đi được trong một chu kỳ là một nhân đi cho 4a. Đúng chưa? Là sẽ thành là 4 x 7 28 chính xác. Để cho quãng đường đi được trong một chu kỳ là 28 chính xác. À, vận tốc của vật thời điểm T bằng 0,6 giây sắp xỉ là trừ 9,8 cm trên giây. Ok, muốn tính được vận tốc thì chúng ta biết ha một cái mẹo tính vận tốc chính là vận tốc là đạo hàm của ly độ theo thời gian. Thì mình chưa học phép đạo hàm nhưng chúng ta có cách bấm máy, đúng nha. Bấm như sau. Uhm, ship một là một đó là mọi người ghi ra phương trình của vận tốc rồi thế không phải sáu vô. ra hai là chúng ta sẽ dùng đạo hàm như sau nè d chia dx nè. d sorry, d chia dx nè. Đó 7 cos 2 B chia 3 x cho B chia 6 đóng ngoặc lại. x bằng 0.6 đúng chưa? Đó, hỏi tại điểm 0.6 mà, thế 0.6 vô chỗ vô chỗ chữ t đó, chữ t là chữ x đó bằng 9, trừ 9,8 cm trên dây trừ à, 9,8 cm trên dây là một đáp án chính xác sắp xỉ nữa chứ đúng không ạ à? quá chuẩn luôn vậy là sai đúng 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 nha câu số 4 một con lắc lò xo và động điều hòa có đồ thị như hình vẽ bên biên độ của chất điểm là căn 3 ừ, sai bét đúng không ạ à? biên độ chất điểm không phải là chỗ này mà nó phải là chỗ này là nóc cơ đúng chứ? mà muốn có nóc thì nhìn coi có đáy không Uhm. Muốn có nóc thì nhìn coi có đáy không? Được chưa? Muốn có nóc thì nhìn coi có đáy không? Sao chúng ta biết chỗ này là đáy đúng chưa? Nhưng mà chúng ta biết không phải là căn bè đúng chưa? Không phải là căn bè Ok chưa? Yeah. Mà dù chúng ta không thấy đáy nhưng chúng ta sẽ biết không phải là căn bè Ừ. Uhm. Hai cái này đối xứng nhau rồi nha. Là nó căn 6 luôn á, đúng rồi, nhìn thấy là nó căn 6 luôn á mà thầy dễ về nhiều khi mọi người không nhận ra đúng không ạ à? ở đây là chỗ này nè cái đoạn này nè từ đây tới đây nè bằng cái đoạn từ đây đến đây ha đó, hai cái đường này là hai cái đường đối xứng nhau qua trục hoành chưa đó, biên độ của nó phải là căn 6 a của mình đó, nó phải là căn 6 cơ ở thời điểm t bằng 0,5 giây t bằng 0,5 giây à, chất điểm ở ly độ sắp xỉ là 2,45 cm à ở 0,25 giây là chỗ này là nó đang ở biên dương đúng chưa à, ly độ của nó nó sẽ bằng đi cho cộng e là bằng cộng căn 6 thử coi cộng căn 6 có phải vậy không căn 6 2,45 là chính xác chính xác rồi thì câu này có đúng ha tần số dao động của vật là 4 hết tần số dao động của vật là 4 hết sao biết tần số dao động ok rồi à, bây giờ chúng ta coi nha chỗ này là đỉnh nè là không độ nè đúng chưa còn chỗ này chúng ta dùng công thức ngọn. Đúng chưa? Công thức ngọn của chúng ta là đang đi lên. Đúng chưa? Đang đi lên. Là cos. Quên sorry là trừ ạc cos của à, căn 3. Là giá trị chia cho giá trị cực đại là căn 6. Chưa? Trừ ship cos của căn 3. về cho căn 6. Thì nó sẽ ra là trừ vị trí 4 là trừ 45 độ. Đúng chưa? Chỗ này là trừ 45 độ. Từ trừ 45 độ mà lên 0 đúng chưa? Là 45 độ. Rồi bây giờ chúng ta có nè, delta phi của mình á là 45 độ nè. Ứng với 360 nè. Delta T của mình á là 0,25 giây nè. Và T của mình là bằng bao nhiêu? Nhân chéo chia ngang ha. 360 nhân cho 0,25 chia cho 45 bằng 2 giây. 2 giây thì suy ra F của mình sẽ là bằng 1 phần T là bằng 0,5. Câu này là câu sai. Pha ban đầu của con lắc là trừ bi chia 4 mới đúng, đúng chưa? Không, cái này ra trừ bi chia 4 nè, thấy không à? Ra đi ăn. Câu này là câu sai. Đúng chưa? Phần số 3, câu trách nghiệm trả lời ngắn. À, từ câu 1 đến câu 6, một vật dao động điều hòa trong khoảng thời gian delta t là 5 giây thực hiện được 4 dao động toàn phần. Chu kỳ dao động chu kỳ dao động t của mình là delta t chia đi cho n đúng chưa đó chúng ta biết là quậy thì hay bị phạt hay bị đè ra tác hay bị người ta đè ra đập đúng chưa cho nên á, dùng hai cái này chúng ta sẽ có t sẽ bằng delta t chia n delta t của mình là 5 chia cho n là 4 vậy nó sẽ ra là 1,25 giây đủ 4 ký tự luôn đúng chưa đó hợp lý câu số 2 một giới điểm dao động điều hòa phương trình là x bằng 10 cos bt cm t được tính bằng giây Tại ly độ ít bằng 5 thì vật có tốc độ là bao nhiêu cm trên dây. Đúng chưa? Ừ. Cái này nên dùng vòng tròn lượng giác thì nó sẽ tốt nhất. Đúng chưa? Thì làm ra ngoài đi. Thì làm ra ngoài đi. Còn bạn nào dùng độc lập thì vẫn được Đúng chứ bạn nào dùng độc lập thì vẫn ngon Nhưng mà không ngon lắm đúng không ạ Không ngon lắm không nhanh lắm Đây nhá Dòng tròn lượng giác chúng ta dễ có bán kính là hai ô cho dễ Đúng chưa Rồi Đây là ngang Dọc xuống Đó đây là xì nè Đây là v nè Đây là zero nè đúng chưa Biên độ là 10 Biên độ là 10 nè 10 nè đúng chưa đó vận tốc cực đại thì chúng ta biết là à, lấy bi lấy omega nhân cho a đúng không lẽ này là trừ 10 bi nè Đây là 10 bi nè ok la chưa rồi bây giờ á chúng ta có là xc đang chia cho a đó là nó đang là bằng 5 chia cho 10 là 1 phần 2 đúng không ạ đó cái mức của nó đang là 1 phần 2 1 phần 2 ok chưa 1 phần 2 Đây Được chưa? Là nó cắt dòng dòng lượng giác tại hai ngọn là ở đây hoặc ở đây Nó kêu là tới tốc độ mà cho nên là không cần quan tâm tới uh, tới uh, dấu ha Chỉ cần quan tâm tới độ lớn thôi Thằng này gần mép thì nó sẽ rơi vào là căn 3 chia 2 Đúng chưa? Như vậy V chia đi cho V mắt của mình á Là 10B đó Sẽ đang bằng căn 3 chia 2 Vậy đó của V đó ha Chia cho V mắt Chị suy ra vậy đó V của mình nó sẽ bằng đi cho là nhưng chéo lên sẽ là 5 bi căn 3 5 bi căn 3 thì sắp xỉ bao nhiêu 5 bi căn 3 để sắp xỉ bao nhiêu 27,2 cm trên dây 1 2 3 4 đúng chưa đó. Còn bạn nào dùng độc lập thì vẫn được nha Cứ dùng độc lập đi đúng rồi Nếu không biết đâu này dễ ác nữa một vật dao động điều hòa với biên độ là a tần số góc omega trong quá trình dao động gia tốc có giá trị cực tiểu là bao nhiêu giá trị cực tiểu của gia tốc chính là bằng trừ omega bình a đúng chưa nó chỉ là ngược dấu với giá trị cực đại thôi à, ngược dấu với giá trị cực đại thôi thì nó là trừ hai bình phương nhân đi cho 5 thì nó sẽ ra là trừ hai mươi cm trên dây bình được chưa một hai ba ký tự đúng chưa điền vô trừ 20 đúng chưa? Trừ 20 là ok. Câu số 4. Một chất điểm dao động điều hòa ở phương trình là x bằng 4 cos b chia 6 t trừ b chia 3 cm t được tính bằng dây. Ly độ dao động chất điểm tại thời điểm t bằng 19/3 giây là bao nhiêu? Thế vô thôi, đúng chưa? x xì bằng 19 phần 3 ở x thì khi thế 19 phần 3 vô nhớ để máy tính chế độ radian nhé đây là bi chia 6 nè t nè trừ đi cho b chia 3 nè ok chưa can 19 phần 3 nó sẽ ra là trừ 2,57 trừ 2,5711 một một. 5 gì đó chấm chấm chấm. Thì nó sẽ sắp xỉ Trừ -2, làm tròn tới 2 phần 10 ha. -2,6 đúng chưa? Đó cm. Thì nó có 1 2 3 4 ký tự ha. -2,6 ok chưa? Chúng ta tiếp tục với câu số 5. Mất thời gian thế nhỉ? một vật dao động điều hòa phương trình x bằng 2 cos 2 bt trừ bg 3 cm t tính bằng dây không tính thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí li độ x bằng 1 cm lần đầu tiên và thời điểm bao nhiêu đúng chưa làm cho nó chữa số phần thứ hai ừ. ok thì à, hiện tại thì à, mình chưa nói nhiều lắm về bài toán à, thời gian đúng chưa đó thì thầy sẽ giải cho mọi người bài này bằng hai cách đúng mà cách thứ nhất là cách dùng dòng dòng, dòng lượng giác ừ. À. ok đây là OXV nè được chưa ban đầu nó trừ bị chia trừ bị chia là ở đâu thì xin thưa trừ bị chia nữa không à là ở dưới đây là trừ 60 độ đó đây là cái ngọn bắt đầu của mình SC1 đúng không à đó qua vị trí có li độ là 1 cm 1 cm là phân nửa đúng chưa 1 cm là phân nửa của 2 cm là ở đây không tính thời điểm ban đầu nha à, vậy nó có hai ứng cử viên dưới đây hoặc là trên đây đúng chưa nhưng mà nó lấy trên đây cơ nhưng mà không tính thời điểm ban đầu thì nó phải quay ra đây đúng chưa à, như vậy đây chính là ngọn S2 của mình góc quét của mình á, nhìn thấy á, thì nó chính là Delta Phi của mình ha miếng này là 60 miếng này là 60 nữa là Delta Phi của mình là 120 chưa? tổng góc của mình á, tổng góc của mình nó là 360 Delta T của mình á là chưa biết còn T của mình chu kỳ T của mình á là 2 pi chia omega là một giây đúng chưa 2 pi chia omega là một giây được không à như vậy thằng này nó sẽ ra là nhân chéo chia ngang đi nhân chéo chia ngang đi thì nó sẽ ra là 1 phần 3 là sắp xỉ 0,333333 gì đó bằng 0 gì đó. Đó, như vậy nó yêu cầu là làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai thì nó phải là 0,33 33 Chúng ta có bốn ký tự 0,33 33 Được điện Điền vô. Hiểu không à? Điền đúng nha, bốn ký tự là maximum ha. Còn bạn nào mà không biết thì chúng ta có thể làm cách thứ hai. Đúng chưa? Do bài này cũng đơn giản cho nên là chúng ta có thể dùng cách thứ hai là giải phương trình lượng giác bằng Casio đúng chưa? Giải phương trình lượng vét bằng Casio Đây Đó chúng ta cho nó bằng đi cho 1 nè Chúng ta xếp xôi Né số 0 đó Nếu số 0 á Thì nó chính là cái chỗ này luôn rồi Thì né số 0 ra một chút 0.5 đi đó, Thì nó ra là 0.33 Đây nha Chính là thời điểm Lần đầu tiên ha ờ, Mà nó đi qua vị trí có ly độ là 1cm Không kể từ Thời điểm ban đầu Ok chưa Tại ngay ban đầu nó là 1cm rồi Được chưa rồi chúng ta làm nốt câu cuối, câu cuối khó phết này đó mà, câu cuối khó phết đấy, khó phết đấy, khó phết đấy. Khó với các em học sinh ấy ha. Rồi không có biên độ vậy nha, không có gì vận tốc cực đại đâu. Một vật dao động điều hòa có đồ thị vận tốc thời gian được biểu diễn như hình bên. Biên độ dao động của vật là bao nhiêu cm? Ừ. Khó nói làm tròn đến ba chữ số có nghĩa ha. Và bây giờ chúng ta thấy nè, chúng ta có hai thời điểm tường minh, đúng chưa? Và hai thời điểm ăn theo nhau là t2 và t2 cộng. Cục cơm đâu ta? Ồ, hai thời điểm ăn theo nhau như thế này như vậy chúng ta sẽ móc nối hai phương trình với nhau được chưa ờ bây giờ chúng ta có nè hơi khó nha đầu tiên thầy sẽ đi theo đường màu xanh trước đó là đường màu xanh là đi từ đây xuống đây xong lên đây đúng chưa đường màu xanh thì chúng ta có như sau nè chỗ này đi xuống cân bằng tức là góc bám cân bằng lạc gì thì xin thưa đó là xin ha góc bám cân bằng lạc xin nha bà con được chưa axin của 6 căn 2 chia cho v Vmax thì thầy gọi là x xì đi, đúng chưa? À, Vmax thì gọi là Vmax đi. Đó. Xong rồi cộng tiếp từ đây mà ra biên này, đúng chưa? Từ đây ra biên âm thì nó phải là 90 độ, đúng chưa? Nó phải là 90 độ. Cộng thêm cho từ đây lên đây. Từ đây lên đây là góc bám biên, đúng chưa? Góc bám biên. Góc bám biên thì nó phải là cos độ lớn của chỗ đó là 6 nè, đúng chưa? Chia cho giá trị cực đại là V mắt. Thì nó sẽ bằng đi cho omega nhân cho delta t. Delta t của này là 11 phần 6 trừ 3 phần 4. 11 phần 6 trừ cho 3 phần 4. Đúng chưa? Cái góc quét đó là omega nhân delta t. Vậy nó sẽ ra là 13 phần 12. Được không à? Rồi, cái là cái thứ nhất ha. Cái thứ hai là thầy sẽ đi theo đường này coi này đi ơi chết đâu rồi ta đường này thì khá đơn giản ha đi thẳng từ đây tới đây sao đường này đơn giản thế nha đường này góc đẹp quá đúng không ạ đường này góc đẹp đơn giản quá nhỉ? tại sao mình lại đơn giản như thế nha cây thật đúng không ạ tại sao mình lại đơn giản như thế thì cây thật nhỉ? ôi giời ơi ẩu thật đúng không ạ đơn giản quá đơn giản quá cho bài đơn giản quá có 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 đường thở rồi có đường máu rồi có đường máu rồi đúng chưa vậy là từ đây quay thẳng ra đây là chúng ta có 90 nè 8 nè 207 đúng chưa 207 độ là ứng với Omega nhân cho um, bao nhiêu à, 5 phần tư tính ra được Omega ha 207 thì chúng ta có thể đổi qua thành radian luôn là 3 bi uh, chia 2 dễ suy ra omega luôn. Ui giời. Dễ phết đúng không ạ? À? Không 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 khó đúng không ạ? À? Thầy phải cho chỗ xấu ra thì nó mới khó đúng chưa? này dễ quá. 3/2. có ai sao mình lại quên check chỗ này nhỉ? Chia 5/4. 6/5. 6 pi chia 5 radian. Trên dây. Được chưa? Hiểu mà Đây là 5 x 4, 3 x 4, 12, 12 chia 10 là 6 phần 5 đúng rồi. Tâm thế 6 pi chia 5 vô đây. Tính ra, tính ra V mắt ha. Ừ. Củ chuối thật sự chứ. 90 độ này thầy thay pi chia 2 luôn đi. Củ chuối quá. Chán đời. 6 căn 2 chia cho ít xì. Đóng vào lại. Cộng cho B chia 2. Cộng cho ship code. 6 chia cho x. Bằng đi cho omega là 6B chia 5. Nhân cho 13 phần 12. Ship zone. Mình phải để số lớn hơn 6 căn 2 ha. Để 8 đi không được, 8 không, không lớn hơn. Rồi. No. Không thể xô được là 8 không lớn hơn rồi. Để 10 đi. 10 con không lớn hơn được. Rồi Để sao ta? Để 12 coi sai cái gì rồi Tôi để đây, đây là xin các con hai chia 3 mắt 12 90 độ là b chia 2 Lên đây Có nhầm chỗ nào không nhỉ Có nào nhầm chỗ nào không ta Củ chuối đấy nhiều khi dễ đồ thị nhầm á nha <laughs> Nhiều khi là thầy lại dễ đồ thị nhầm Mấy cây tôi chứ Ôi dồi ôi. Nếu mà này 5 4 3P chia 6P 5 đúng rồi 6 bị chia 5 thì hơi toan Có cái nào dễ từ đây qua đây không ta Sao nó đu lên kia luôn mới ghê chứ ai già ai già khó nói đấy khó nói đấy khó nói rồi khó nói chắc nhầm rồi chắc dễ nhầm rồi bạn ơi thời chế là v là v mắt là 12 đó đó mà dễ nhầm cái này tại sao mà lại dễ nhầm chỗ này nhỉ? Tại sao mà lại dễ nhầm chỗ này nhỉ? 5 phần 4 Oh sorry 11 phần 6 3 phần 4 Sao mà lại dễ nhầm chỗ này chứ nhỉ? Ừ, nhầm thật Đúng chưa? Không thể nào được luôn thôi bài này lỗi đề đúng không ạ cày thế làm gấp quá đúng không ạ làm ngay hôm trước rồi ngay hôm thứ bảy rồi chủ nhật ấy luôn không có check lại ok thôi vậy thôi nha vậy thì bài này câu số 6 sai đề thật là cây rồi thôi ờ à, thì cái mấu chốt làm những vậy thôi và nếu mà chế đúng thì chúng ta sẽ ship ra được về mắt Bây giờ là 12 Xong có omega nữa thì thôi Băm luôn được chưa? Rồi thôi Chúc các em học tốt ha Nếu các em thấy hay thể theo dõi youtube của thầy Hoặc là join vào group Tán học vật lý và English Để thi thử vào thứ bảy hàng tuần Tuần sau là thi toán Được chưa Tuần sau thi toán 11 Mã đề 101 ha Bye bye See you again.